Mai xin chào ông bà cô chú. Chiều buổi chiều mẹ Gồng đang chải tóc cho Tâm Tâm. Mà nãy giờ mày ngồi mày nghe mà hai chị em cứ chị đẹp, em đẹp không mà nghe. Mời ông bà cô chú xem thử cái tâm chị với tâm em ai đẹp hơn nha. Mệt quá à, chóng mặt quá à. Tâm em thì tâm em được con cái là nịnh. Nịnh dữ lắm, nịnh luôn. Chào ông bà cô chú. Tâm Tâm chiều nay tranh giành sắc đẹp bạn ông bà cô chú. Ai cũng đòi giành đẹp hơn hết trơn á. Thật sự là ai đẹp hơn ta? Con với Tâm chị ai đẹp hơn? Con. Đó. Ai cũng giành đẹp hết. Rồi hai đứa ơi, hỏi ông bà cô chú ơi, con với Tâm chị ai đẹp như Tâm em? Bây giờ coi ai đẹp hơn, rồi bây giờ mình phải so là ai ngoan hơn nữa nha. Nha. Rồi con ngoan thì con ngoan thì con chào ông bà cô chú làm sao đâu. Chào con nhà Tâm em. Chúc bà cô chú yêu khỏe. Vậy đó hả? Vậy là ngoan chưa ta? Để coi Tâm chị chào sao. Rồi, tới Tâm chị nè. Tâm chị chậm bà cô chú yêu. Chúc bà cô chú yêu khỏe. Rồi. Chị ai ngoan, ngoan nè. Ai đây? Con hả? Rồi Tâm chị là màu cái đó cũng màu hồng đúng không? Hồng đậm hả? Hồng đậm là Tâm chị ơi, lại đây ra biểu này, lại đứng kế bên em cho ông bà cô chú phân biệt cho con. Để đứng lên để cho con bà cô chú coi cái ai đẹp hơn nha. Đó, Tâm em thì màu hồng lợt hả? Tâm chị thì màu hồng đậm bữa chú. Đó, đứng ngay so coi. Tao đứng ngay ngắn lại coi coi ai ngoan hơn. Ai ngoan hơn là người đó đẹp. Mình phải ngoan mình mới đẹp đấy. Ai ngoan? Dạ con. Tâm em sao? Tâm em có ngoan không? Tâm em dạ. Có hả? Còn mẹ Gồng có ngoan không? Ngoan. Ngoan hả? Mẹ ngoan nữa hả? Mẹ ngoan là mẹ đẹp hơn con rồi. Rồi sao giờ? Ai con đẹp hơn? Con đẹp hơn Tâm em nữa rồi. Sao? Con không đẹp hơn Tâm em nữa rồi. Mẹ biết con đẹp hơn. Đẹp hơn Tâm em luôn hả? Trời ơi, nịnh nịnh gì đang đẹp hơn hay sao? Hai chị em cứ chị đẹp hơn, em đẹp hơn không à? À đi chơi. Đi chơi Phú Quốc về vui quá trời, tôi giờ về đi dốt nhà nữa rồi. Cả nhà chơi với cha mẹ nữa rồi hen. Vậy là lần sau phân biệt hai đứa. Sao ông bà cô chú phân biệt được đây? Quay sau lưng lại là giống hình theo ông bà cô chú. Xỏ tóc ra thì y chang nhau luôn. Em đâu, giơ tay lên. Đây. Tóc tao em hơi ướt hơn Tâm chị, nhưng nhìn sẽ biết. Ai hát hay? Hát bài gì? Bài gì, con thuộc bài gì? Đưa gì mà? Ca lúc ở nhà đi. Ừ, ai hát hay mà múa hay nữa người đó sẽ đẹp. Rồi ai hát hay đây, ca lúc ở nhà 1, 2, 3 ca nghe. Rồi tụi em ca trước nha. 1 đây nè cha đếm nè, 1, 2, 3 hát đi. Rồi không hát là không đẹp luôn. Rồi gì hát thì hát lúc ở nhà đi. Rồi như vậy là hai đứa đẹp bằng nhau luôn. Mẹ cũng đẹp luôn. Mẹ đẹp mà. Rồi hai đứa đẹp rồi mẹ đẹp nữa hả? Vậy ai xấu? Cha xấu hay cha đẹp? Ai xấu Tâm? Anh hai xấu. Anh hai đẹp mà. Ông bà khen, ông bà cô chú khen anh hai đẹp trai mà. Nói cho bà cô chú nghe cái hai đâu. Anh hai con học. Con đi học rồi nghe ông bà cô chú ơi. Không được con được. Rồi như vậy là cuối cùng là hai đứa không có ai mà đẹp hơn ai phải không? Không. Vậy là ai đẹp? Đẹp bằng nhau. Con. Là chị em con đẹp bằng nhau nha. Con đẹp hơn nha. Con đẹp hơn nha. Hỏi ông bà cô chú rồi có nên tỉa cho Tâm không nè? Nên tỉa cho Tâm Tâm không nè ông bà cô chú ơi. Thấy dài cũng mệt lắm. Tâm ơi, lại cha nhìn kỹ nè Tâm. Tâm, lại cha nhìn kỹ nè. Thôi nhìn kỹ rồi, tóc Tâm dày dữ lắm luôn đó ông bà cô chú. Dài rồi, bữa nay dài. Dài dữ lắm nữa. Rồi, chắc tỉa lại quá. Chịu không, có chịu cắt ngắn không? Thì không. Nhỏ giờ là thích tóc ngắn hay tóc dài? Tóc dài. Nó tóc dài hơn đúng không?
đâu 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 quay lại coi. Đừng có chạy nữa con, tâm em đâu mẹ không thấy ta. Xe gì tâm em đi đâu? Tâm em đi chơi nữa hả? Rồi ơi tâm em không chịu quay chạy gì. Rồi đi kiếm tâm em. Tâm em đâu rồi? Chết chết chân giống á. Trốn. Trốn tâm em trốn. Trốn. Cái đó đẹp không? Mẹ ơi. Ơi. Đi dẫn mình đi ra ruộng. Con thích đi ra ruộng hả? Dạ. Thành tâm bữa nay đồ đi ruộng nào mà con chú. Vì mẹ chạy con đi ra ngoài góc ruộng ngồi nghe cho khô tóc chút rồi dơn nha. Chạy vòng vòng. Rồi chạy vòng vòng ra bờ ruộng luôn ha. Dạ. Bờ ruộng ngồi tí mệt quá. Không mời đi ăn ra ruộng. Rồi rồi đi vòng cho khô tóc rồi đi vô nha. Vô đây rồi mẹ cột tóc lại cho con nha. Rồi lên xe lại vòng khô tóc rồi đi vô. Let's go. Let's go. Đi thôi. Đi thôi. Con dắt ông bà cô chú theo không? Đó. Con mời ông bà cô chú đi ra bờ ruộng với con. Con mời ông bà cô chú đi ra bờ ruộng với con. Buổi chiều này ra bờ ruộng mát mẻ lắm bà cô chú. Gió thoảng thoảng xíu khô tóc rồi đi vô. Với lại giờ này ra bờ ngoài nghe nhái kêu. Vui he Tâm ha. Buổi chiều ra ra ruộng nghe nhái kêu hả? Đẹp đẹp. Đó. Đây cái đó vô mới đẹp hả Tâm? Chiều phải cho đi ra ngoài xíu cho thoải mái. Chứ nguyên ngày ở trong nhà thì sợ buồn. Phải chạy lạng vòng vậy đó, vô vậy đó. Nha. Tâm Tâm hít thở không khí ở ngoài nha. Tâm xả tóc nhìn đẹp lắm luôn đó mà đi, đi nè. Cho con cài đi vô cho ít nháy nó nhìn đẹp nha. Mà cô chú nhìn đẹp hả? Rồi. Quá đẹp. Quá đẹp. Rồi đi thôi nào. Xuất sắc không? Xuất sắc luôn hả? Xuất sắc luôn. Vâng. Bà con chú ra ruộng đây, bà con chú. Chỉ còn chờ cái để mà dừng xe lại xuống không gió nữa là được rồi. Tâm yên. Dạ. Buổi chiều thật là mát mẻ. Lúc này ngày nào cũng mưa hết mà con chú. Lấy bóng này phải lùng con. Nào cho Tâm Tâm đi đi thăm ruộng nhà người khác luôn. Tâm. Đi chút xíu là tóc Tâm khô rồi. Đi vô á. Nha. Em xe lặn tới đây cái khô tóc rồi. À, Tâm chị thấy bông. Hôm trước thấy cái bờ chỗ này trống không có trồng nhưng mà bây giờ ra người ta trồng cây rồi không có lộ cái bờ đó được không bà con chú ơi. Chị đứng ở đây cho mát xíu thôi nha con. À, em muốn ngắm cây mèo nhưng mà cũng sợ người ta. Sao? Sợ người ta. Ờ, muốn hái qua mà sợ người ta la ha con. Con hái đại đi, qua này hái người ta không có la đâu, con hái đại đi ha. Này ngoài ruộng không sao đâu con. Trời ơi, biết trời biết ơi, hái hoa mà sợ bị la. Wow. Tại bây giờ ở ngoài ruộng mình không có ai cho nên mình không hỏi. Không, chứ cái này con là cỏ mà. Vậy. Từ chỗ nhà của Rồng Mây á đi lại tới chỗ này xíu ông bà cô chú, mà từ chỗ này đi về nhà bà nội của Tâm Tâm cũng một xíu. Cũng xíu nữa là tới, chắc hồi chắc cho chị về nội luôn hả Tâm. Ở ngoài này mát mẻ quá trời luôn. Quá thoải mái, chiều mà đi được ngoài này thì còn gì bằng. Ban ngày mưa cho nên buổi chiều mát lắm. Tâm ơi. Mê rồi. Mê rồi. Cái gì tặng ai dữ vậy ta? Cái gì tặng mẹ. Này là xoài đất. Xoài đất này. Nha. Có cái mùi. Mùi xoài hả? Mùi lá xoài y chang mùi lá xoài luôn. À, nó mới biết đó. Mẹ. Rồi, xích luôn vô đây đi con. Không, cái đó không được, bước xuống rồi. Ồ, trái giác chín. Đây, trái giác chín nè. Trái giác chín đâu? Nè, trái giác chín nhóc luôn. Trái giác ra là làm gì cha? Kho cá. Kho cá nó canh chua. Cái bài khô tóc chưa? Rồi. Nãy giờ cũng khô tóc rồi mà cô chú ơi. Rồi, khô tóc rồi mình đi vô nha. Đi về nội. Đi về nội à? Bây giờ đòi đi về nội nữa. Biết cái đoạn đường này đi về nội nè ông bà cô chú, đòi đi về nội. Rồi con mang dép vô đi để coi. Tép bạc hơn. Tép bạc hơn. Rồi đi về nội nữa nè ông bà cô chú. Rồi mấy bạn bà cô chú nè. Bà cô chú. Bye.
phải đi ngược đường kia, đường này là đường về nội nè. Nãy giờ chưa mới ban bảo chú nữa. Ban bảo cô chú con đi về đây xong buổi chiều đi dạo với con à, ông bà cô chú ơi. À, chiều là xuân tốt hết rồi. Rồi bye bye thôi nè, bye. Cô đầu trẻ cho nên phải lặn cái khô tóc nhanh đó bà cô chú. Rồi giờ đi vô thôi. Ông quên nó đi chơi thôi. Đi về nội. Rồi đi về nội. Bye bye. Ông quên đi ra ngoài. Rồi đi lên xe.